chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Honda Charlie độ lớp xe cày của dân chơi quá chiều, là mẫu xe đình đám một thời bao cấp. Sau vài thập kỷ, Honda Charlie vẫn gợi nhớ đam mê mô tô vô tận với những người chơi xe độ. Cặp Charlie dưới đây gần như đã giữ lại bộ khung nguyên bản và nổi bật trên đường phố bởi cặp lốp tới 11 inch lớn nhất bất thường so với thân xe. Toàn bộ hệ thống được độ lại hoàn toàn, biến thành một chiếc xế hầm hố có thể di chuyển được ở trên đường cát hoặc bùn trơn. Charlie màu trắng độ với lớp to với đường kính to hơn với chiếc màu đỏ để tạo nên sự khác biệt giữa cặp xe này. Xe được độ nắp bình xăng kèm với đồng hồ báo xăng nguyên bản nhập từ Nhật. Chiếc xe cũng thay động cơ nguyên bản bằng động cơ 110cc của Honda Wave 110. Có động cơ này kết nối với hệ thống truyền động bánh sau với after hai hàng xích để chạy lớp to hơn. Vì mẫu xe sử dụng lớp to và nặng so với thân xe nên được trang bị phanh đĩa ở phía trước. Do sử dụng lớp to nguyên bản dày nên chiếc xe sử dụng phanh lực hãm ở hệ thống phanh. Hai mẫu xe này ngoài khác biệt ở cặp lớp lớn, mẫu xe này màu đỏ được trang bị thêm hệ thống giảm sóc hành trình ngược. Bên cạnh đó, mẫu Charlie màu trắng đời 79 được trang bị với ống bô subcap. Theo Quốc Anh, chủ nhân cặp xe trên đã phải bỏ ra 40 triệu đồng để hoàn thành chiếc xe theo ý thích của mình. Charlie là một sản phẩm của Honda với nhiều đặc điểm khác biệt. Chiếc xe được thiết kế nhỏ gọn, động cơ 4 thì, dung tích 50cc, hộp số 2 cấp, thiết kế siêu nhỏ và tiện dụng, bánh xe rất nhỏ. Những người sinh sống ở thời kỳ bao cấp kể rằng chiếc xe cái bánh xe này chỉ to bằng cái rá do gạo. Đầu thập niên 80 thế kỷ trước, Charlie bắt đầu phổ biến ở Nam với hình dáng sang trọng nhỏ gọn, không thể thầu hàng nặng, Charlie phù hợp với những người thành phố hơn là nông thôn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip kế tiếp, nhớ like hoặc share nhất subscribe.